Những người mua sắm dường như đã phớt lờ các quy định mới và đổ ra các con phố mua sắm trên đại lộ Coffinger Street. Theo quan điểm của tôi, lẽ ra chúng tôi phải phong tỏa sớm hơn trong 2 hoặc 3 tuần. Kể cả đối với các nhà bán lẻ, những người mua hàng như chúng tôi cũng là một phần vấn đề. Nhưng tôi không thể nghĩ rằng khu mua sắm sẽ đông đúc như thế này trong một buổi sáng thứ tư. Theo quy định mới, người dân ở bang Bavaria chỉ có thể rời khỏi nhà với lý do chính đáng như đi làm, gặp bác sĩ hoặc đi dạo. Giờ giới nghiêm ban đêm cũng được áp dụng tại những điểm nóng có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất. Một số quy tắc có thể được nới lỏng trong dịp lễ Giáng sinh, nhưng vẫn được áp đặt trong dịp năm mới.